chào các bạn. Chúc các bạn một ngày mới an lành. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn ủng hộ kênh của mình trong suốt thời gian qua. Các bạn ạ, Đà Nẵng không chỉ là có những cái cảnh quan thiên nhiên đẹp mê hồn mà còn thu hút cái khách du lịch với cái nền ẩm thực đặc sắc, với những cái món ăn đường phố ngon miệng bên trong cái khu vực chợ Sầm Uất. Đó là có một cái ngôi chợ ở trung tâm Đà Nẵng, đó là cái gọi tên chợ là chợ Cồn các bạn ạ. Được mệnh danh là một cái thiên đường quà ăn vặt mà các bạn không thể bỏ qua khi đến với cái thành phố này các bạn ạ. Ngôi chợ tọa lạc trên đường Ông Ích Khiêm giữa trung tâm thành phố. Chợ Cồn là cái khu vực chợ lớn và lâu đời nhất ở thành phố Đà Nẵng các bạn ạ. Chợ được hình thành từ những năm 1940 và được xây dựng trên một cái cồn đất cao nên người dân gọi là chợ Cồn đó các bạn. Với cái diện tích là 14.000 m², một cái khu lòng chợ và hai cái dãy nhà. Chợ Cồn á, ngày nay á, có cái quy mô hơn 2.000 hộ kinh doanh và phong phú đa dạng các cái mặt hàng, thu hút hàng nghìn cái du khách đến tham quan, ăn uống, mua sắm hàng ngày các bạn ạ. Không khí ở cái chợ Cồn á, thì lúc nào cũng nhộn nhịp, cái dòng người tấp nập, đặc biệt là vào những cái ngày cuối tuần các bạn ạ. Các bạn đến tham quan chợ Cồn á, thì các bạn sẽ được trải nghiệm những cái món ăn ngon tại chợ và quen thuộc của người dân Đà Thành. Ngay từ cái cổng chợ thì những cái quầy bánh bún ngon bắt mắt sẽ nhanh chóng thu hút cái sự chú ý của các bạn. Chợ Cồn có đủ các cái món ăn khác nhau có thể kể đến như các cái món ốc hút, bún mắm, mì Quảng, tha hồ thỏa mãn cái dạ dày của những cái tín đồ ẩm thực các bạn ạ. Nếu không ngồi ăn tại chỗ thì các bạn có thể mua mang về cũng cực kỳ tiện, bởi những cái người bán hàng ở đây luôn chuẩn bị sẵn đủ các cái loại gia vị để bạn khỏi phải chờ lâu các bạn ạ. Tất cả những cái món ăn ngon của miền Trung nhất định phải ăn một lần khi các bạn đi Đà Nẵng các bạn nhé, đều tập trung ở tại cái ngôi chợ này. Những cái gánh hàng rong bán đầy đủ các cái loại bún, rồi bánh rán các loại và bánh nếp hũ dừa tập trung ngay cái ngoài cổng chợ sẽ khiến bạn không thể kìm lòng mà ghé vào thưởng thức các bạn ạ. Tuy nhiên á, khi bước vào bên trong chợ các bạn sẽ thấy rằng người dân địa phương và những cái du khách có cái kinh nghiệm đi Đà Nẵng và thưởng thức cái đặc sản nổi tiếng gọi là chợ Cồn, là cái thiên đường ẩm thực lớn nhất miền Trung, quả không sai chút nào các bạn ạ. Từ trong cái khu chợ này á, thì những cái món ăn vặt ngon và hấp dẫn không thể không thử khi các bạn đến Đà Nẵng. Từ các cái loại bánh như là bánh xèo, bánh bèo, bánh gói, bột lọc, nậm, bánh canh, bánh hỏi, bánh ướt, bánh ít, cho đến các cái loại mì như là mì Quảng, bún mắm, bún chả cá, bún thịt nướng, rồi cháo chả bò, đều sẽ khiến cái du khách đi đến Đà Nẵng đều hoa mắt và đói lòng các bạn ạ. Nhưng những cái món ăn đường phố hấp dẫn và đặc trưng của Đà Nẵng vẫn đang đợi bạn phía trước. Các bạn nhớ để cái bụng để còn thưởng thức thêm những cái món ăn như là chè miền Trung, rồi cùng các loại sữa, rau cong, rồi nước ép rau củ quả, rồi bánh đậu xanh, bánh nổ, bánh dừa, bánh tổ các bạn nhé. Nếu các bạn đã thấy no bụng với những cái món ăn vặt hấp dẫn, không thể bỏ lỡ cái khu khám phá ẩm thực chợ Cồn Đà Nẵng trên thì đừng vội vã quay về các bạn nhé. Hãy tham quan một vòng quanh cái chợ cho nhẹ bụng và tiếp tục di chuyển đi đến cuối chợ để thưởng thức các cái món ốc, rồi ram cuốn, nụm, bánh tráng cuốn và mua một ít mực, cá khô rim và cái bánh ngọt để các loại để mang về làm quà cho người thân các bạn nhé. Ngoài ra theo cái kinh nghiệm ăn uống và mua sắm khi du lịch chợ Cồn á, thì ở cuối chợ gần cổng ra vào á, có một vài cái hàng bán bánh ít tôm gói lá chuối có thể mang đi xa được các bạn. Bạn hãy mua về để người thân ở nhà cùng thưởng thức các cái món ăn ngon và đặc sản của Đà Nẵng. Các cái món ăn Đà Nẵng nên thử nhất khi tham quan chợ Cồn
không chỉ ngon, phong phú và đa dạng mà còn rất rẻ các bạn ạ. À, các bạn chỉ tốn khoảng 5.000 cho tới 20.000 một món ăn, và chú cái sức đi vòng quanh chợ là bạn có thể có một cái tour ẩm thực không thể quên ở chợ Cồn Rồi. Một cái điểm ưu điểm nổi bật khiến chợ Cồn được đánh giá cao đó là rất sạch sẽ các bạn ạ, ngăn nắp và gọn gàng. Các cái quán ăn, quầy hàng, thậm chí là gánh hàng rong đều có bàn ghế đầy đủ các bạn nhé, sạch sẽ và sáng bóng luôn. Các cái món ăn được bảo quản trong cái tủ kín hoặc che đậy bằng cái màng bọc thực phẩm, chỉ khi nào có khách gọi món thì mới chế biến, cho nên cái món ăn lúc nào cũng nóng hổi và thơm phức các bạn ạ. Chợ Cồn, một cái địa điểm không thể bỏ qua khi đến Đà Nẵng đi du lịch các bạn nhé. Có rất nhiều cái lý do để chợ Cồn hấp dẫn cái du khách, như cái sản phẩm đa dạng chủng loại. Người dân địa phương thì rất hiếu khách, nhưng có lẽ cái lý do lớn nhất đó là ẩm thực các bạn, đặc sản Đà Nẵng. Đây có lẽ là cái thiên đường nếu các bạn muốn mua cái đặc sản khô Đà Nẵng về làm quà cho người thân các bạn ạ. Bước chân đầu tiên vào chợ Cồn, chắc chắn các bạn sẽ bị ngợp bởi cái không khí nhộn nhịp nơi đây. Dường như tất cả các cái món ăn đặc sản, đặc trưng, nổi tiếng và hấp dẫn của miền Trung nhất định là phải ăn khi đi du lịch Đà Nẵng đều tập trung tại nơi đây các bạn ạ. Ngay từ cái cổng chợ là chiếc thúng nho nhỏ bán đủ các cái loại bánh thủ công hấp dẫn như là bánh da heo, bánh su xê, bánh tổ, bánh ít, sẽ không khiến bạn không kìm được lòng mà ghé vào thưởng thức đến những cái món ăn vặt ngon và hấp dẫn không thể không thử khi du lịch đến Đà Nẵng. Từ các cái loại bánh xèo, bánh bèo, bánh gói, bánh bột lọc, nấm bánh canh, bánh hỏi, rồi các loại mì, mì quảng, bún mắm, bún chả cá, bún thịt nướng, khiến bạn không thể kìm lòng thêm các bạn ạ. Ở chợ Cồn các bạn còn có những cái đặc sản khô đó các bạn. Những cái gian hàng bán đặc sản khô Đà Nẵng cho du khách về làm quà luôn tấp nập các bạn ơi, nhộn nhịp vào người mua kẻ bán. Đặc sản khô lại được tẩm ướp cái kiểu đặc trưng của miền Trung nên rất phù hợp để làm quà. Có một món nó như là khô gà lá chanh, là vị ngọt hòa quyện với mùi thơm của lá chanh khiến tay bạn hoạt động mãi không thôi các bạn ạ. Bằng cái hương vị thơm ngon gây nghiện, khô gà xé cay đã chinh phục các cái bạn trẻ nhỏ đến người lớn tuổi và trưởng thành. Cái món ăn khoái khẩu của rất nhiều người. Với cái món khô gà xé cay á, thì bạn có thể dùng làm cái món ăn vặt thưởng thức bất cứ lúc nào, như là xem phim, nghe nhạc và đọc truyện các bạn ạ. Khô gà làm bằng mồi nhắm dùng với cái bia lạnh là ngon nhất các bạn ạ. Hay sáng tạo hơn là trổ tài làm bánh đắng trộn khô gà, làm gỏi xoài chua, rồi nấu ăn có cái hũ khô gà trong tủ lạnh thì làm ngay cái nồi cháo trắng, cũng giải quyết cái nhu cầu cái bụng đói trong nháy mắt các bạn nhé. Có một cái món nữa là hải sâm các bạn. Hải sâm là đặc sản khô của Đà Nẵng, rất hảo hạng các bạn nhé. Thường được ví von với cái tên mỹ miều là nhân sâm của biển cả. Về cái mặt thực phẩm thì hải sâm là một trong 8 cái món ăn ngon cao lương mỹ vị nổi tiếng của phương Đông, cùng với yến xào, bào ngư, vây cá. Ở đây còn cái món những cái như là mực khô Đà Nẵng. Mực khô Đà Nẵng thì nổi tiếng không thể bỏ qua cái đặc sản mực câu khô các bạn. Đà Nẵng là cái vùng biển nóng nên mực đánh bắt tại đây có rất nhiều cái dinh dưỡng, thở thịt mực là rất ngon hơn nhiều. Đó cũng là cái lý do mực khô Đà Nẵng luôn nằm trong top các cái món hàng đặc sản khô Đà Nẵng về làm quà được bán nhất nhiều nhất các bạn ạ. Rồi cá thiều tẩm. Cá thiều tẩm thì cái gia vị ăn liền là những cái con cá đã lóc sạch da, còn là cái phần thịt làm sạch sẽ phơi nắng sẽ mỏng. Cá thiều được tẩm ướp gia vị tự nhiên, đặc biệt là cái nước mắm Nam Ô, một
của loại nước mắm truyền thống lâu đời, nổi tiếng về cái độ đậm đà của người Đà Nẵng. Và nó đã trở thành một cái đặc sản khô Đà Nẵng các bạn ạ. Còn một cái món nữa các bạn biết không? Đó là cá thu mực nắng. Cá thu. Để làm cá thu mực nắng thì có nhiều cái loại cá thu như thu phấn, thu gai, thu máu. Nhưng ngon nhất vẫn là cá thu phấn. Lúc còn tươi thì cá thu phấn có cái lớp phấn trên da giống như bụi phấn, và khi phơi khô những cái bụi phấn ngày càng hiện lên rõ hơn. Cá thu dùng để ăn ngon nhất là phơi khô, bởi khi phơi khô ráo nước cá có cái vị ngọt và thơm mùi đặc trưng. Còn một cái món nữa là tôm khô. Tôm khô cũng là một trong những cái đặc sản khô nổi tiếng của Đà Nẵng. Tôm khô được chế biến từ những con tôm tươi được lựa chọn kỹ càng. Chúng được làm khô bằng cái phương pháp sấy hoặc phơi. Vì thế loại hải sản khô Đà Nẵng này vẫn giữ được cái lượng dinh dưỡng vốn có. Đồng thời gian bảo quản cũng sẽ lâu hơn các bạn ạ. Các bạn thấy không? Ngoài cái đặc sản khô Đà Nẵng thì các bạn có thể mua nước mắm về làm quà. Khi chợ còn có trên dưới 10 cái loại mắm. Như là mắm cá cơm thu, rồi mắm nêm, mắm tôm, mắm rút, mắm dưa, tương ớt. Bán chạy nhất chắc là cái món mắm nêm các bạn ạ. Và có rất nhiều cái thương hiệu. Mỗi thương hiệu đều có cách pha riêng biệt tùy vào cái khẩu vị của mỗi người. Hay các loại đặc sản của địa phương lân cận như là đặc sản của Huế, các cái đặc sản của miền Trung như là tỏi Lý Sơn, trà Cung Đình, đầy dầu tràm. Các bạn có thể lựa chọn thêm một số cái đặc sản về làm quà cho người thân. Ngoài chợ cồn, các bạn có thể mua được các cái loại đặc sản uy tín chất lượng tại các cái siêu thị đặc sản Đà Nẵng các bạn ạ. Đà Nẵng ngoài nổi tiếng với những cái bãi biển xanh kéo dài thì còn nổi tiếng với cái hải sản rất phong phú. Cũng chính vì thế mà nơi đây có rất nhiều cái món đồ khô được ưa chuộng và xem như là đặc sản. Các bạn biết không, hải sản sau khi được mua về, người dân đem đi sơ chế và đem chúng phơi khô, sau đó ướp gia vị và chế biến thành tùy cái mỗi loại riêng. Thực phẩm ở đây ngon do được làm bằng cái nguyên liệu tươi sống và được tẩm ướp cái gia vị đậm đà. Đặc biệt là cái kinh nghiệm mà làm hàng nhiều năm được truyền từ cái thế hệ cha ông. Các bạn biết không, theo các bạn đến du lịch Đà Nẵng thì ngoài những cái đặc sản và những cái địa điểm du lịch ở Đà Nẵng ấy, thì ngoài cái những cái điểm ưu tiên đó thì còn một cái điều đặc biệt các bạn biết không? Con người Đà Nẵng rất là dễ thương các bạn ạ. Dưới con mắt của mình và cảm nhận của nhiều người thì Đà Nẵng có một cái môi trường văn hóa rất là trong lành, cùng một cái bản sắc và văn hóa riêng có. Tất cả vốn quý đó bắt nguồn từ một cái nhân tố mang cái tính căn bản, đó là cái con người Đà Nẵng. Nói một cách gần gũi và bình dân, con người Đà Nẵng có những cái nét rất dễ thương. Đó là cái tính cách thể hiện qua những cái biểu hiện bên ngoài, từ cái nụ cười, ánh mắt, cử chỉ cho đến nội tâm, thông qua những cái cách ứng xử giàu tính cách nhân văn của những cái con người Đà Nẵng. Điều đó các bạn không thể bắt gặp mọi nơi trong cuộc sống đời thường ở thành phố này các bạn ạ. Các bạn cũng biết đó, Đà Nẵng từng được bình chọn là một cái thành phố đáng sống nhất Việt Nam các bạn ạ. Đà Nẵng có đầy đủ cái yếu tố để thu hút khách du lịch cũng như cái người dân nhập cư đến với mình, không ồn ào xô bồ như các cái thành phố lớn. Cuộc sống nơi đây thường ngày ở Đà Nẵng rất nhẹ nhàng, bình yên, tự do tự tại các bạn ạ. Còn những con người Đà Nẵng là ngay lập tức người ta sẽ nhớ đến ngay cái hình ảnh của những con người con xứ biển chất phương, bình dị và cũng thật là thân thiện, hiền hòa. Mình khách đến lạ lùng các bạn ạ. Cái chất pháp của người Đà Nẵng không chỉ đến từ ngay cái lời nói, cách nói chuyện, mà nó còn thể hiện ra ngay trong từng cái cử chỉ, hành động của con người nơi đây. Và chính cái điều này đã khiến những ai từng một lần đến cái thành phố này cũng phải nhớ mãi về hình ảnh con người nơi đây các bạn ạ. Không chỉ du lịch, Đà Nẵng còn là cái địa điểm hành hương nổi tiếng, cái mảnh đất sở hữu rất nhiều cái ngôi chùa linh thiêng và huyền bí.
có cái ý kiến cho rằng tính cách hiền hòa và lối sống an nhiên của người Đà Nẵng được phần nào lý giải bởi cái ảnh hưởng của giáo lý nhà Phật đó các bạn. Cái sự cởi mở, tốt bụng, hiền hòa, chân thành của người dân Đà Thành cũng bắt nguồn từ chính cái nơi họ đang sinh sống. Những cái không gian sống chân hòa, thoáng đãng, trong lành mà họ đang được hưởng đã giúp cho cái tính cách và cuộc sống của người dân bớt cái mệt mỏi và cái sự cạnh tranh. Các bạn ạ, vừa rồi là những cái chia sẻ của mình về chợ Cồn ở cái thành phố Đà Nẵng các bạn ạ. Chợ Cồn không chỉ là một trong những cái địa điểm tham quan đi Đà Nẵng nổi tiếng mà còn là cái nơi tập trung mua sắm và ẩm thực lớn nhất Đà Nẵng. Khi đặt chân lên đến đây, các bạn sẽ bị choáng ngợp bởi chưa từng thấy một cái khu chợ nào lại có rất nhiều cái gian hàng ăn uống như vậy. Dường như tất cả các cái món ăn đặc sản, đặc trưng nổi tiếng và hấp dẫn nhất của miền Trung để tập trung nơi đây. Nếu các bạn đi tới Đà Nẵng hãy ghé một lần các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn xem xong clip, các bạn đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nhé. Một lần nữa mình xin chúc các bạn một ngày mới an lành. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Xin chào các bạn.